Vậy là mình đã trở thành lính cũ, nhận xong tân binh, ở cứ chỉ được vài ngày, lại khăn gói lên đường. Lần này phục vụ ở tiểu đoàn 3, E4, đánh tái chiếm một làng ở phía bắc sân bay Khartoum. Lần này xuất phát từ cứ buổi sáng, đi chung có hai chàng 2W của C1, mang PRC-25. Buổi trưa ăn cơm ở trạm tổng đài, chiều đến một khu nhà kinh tế mới của dân, toàn là nhà tranh vách lá hoặc vách đất nhưng không có ai ở. Nấu cơm xong thì anh điều B trưởng kêu hội ý quán triệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ là giải dây phục vụ D3 đánh vận động, chỉ có thế mà cũng phải hội ý. Một chàng 2W sau khi hội ý xong đã nói nhỏ với mình: "Cha điều nguyên tắc bỏ mẹ, ở đây mà còn hội ý với giao bàn." Quân số phục vụ gồm hai chàng vô tuyến 2W, cả tiểu đội mình, anh Dị A trưởng, anh Xây A phó, anh Nở, Khinh, mình và tay lính mới quê Dị An. Anh Điều thì phụ trách chung. Chờ đến giữa đêm thì bắt đầu hành quân, đi xen kẽ với đội hình D3. Toàn đội hình đi hàng một, vừa đi vừa giải dây. Trời không trăng nên chỉ theo bóng người phía trước mà bước tới. Trên vai mình chỉ hai cuộn dây, một AK bao xe ngực, không ruột tượng nên tương đối nhẹ. Hai bên đường mòn loáng thoáng băng qua dãy mì, xen lẫn nhà tranh kiểu nhà kinh tế mới. Đường đi thỉnh thoảng nghỉ, có một lúc vì trời tối quá nên người đi trước bị lạc, mất dấu người đi trước phải dừng lại. Đường đi có cảm tưởng ngoằn ngoèo, vòng vèo vì phải quẹo qua quẹo lại. Xung quanh là nhà lá, xen lẫn dãy mì, dãy hoang. Phía trước thấy đứt đuôi, phải quay lại dẫn lên. Đi một lúc thì phía sau có tiếng cú kêu 3 tiếng, chắc bị mất dấu nên gọi phía trước quay lại. Đến khoảng 5 giờ sáng thì đội hình dừng nghỉ ở tràng trống. Xung quanh có rất nhiều ụ mối, to có, nhỏ có. Trời tối lờ mờ, vì dừng nghỉ hơi lâu nên mình thèm thuốc, liền móc bịch thuốc dê ra vấn một điếu. Vừa che tay quẹt cái thứ nhất, hộp quẹt chưa cháy, quẹt cái thứ hai cũng chưa cháy. Mình định cầm hộp quẹt rũ rũ cho nó xuống dầu thì cốc. Cái đầu không đội nón của mình bị một gậy le gõ vào, kèm theo tiếng rít trong cổ họng: "Mày ngon, bò lên vài bước nữa mà hút thuốc. Để mẹ mày." Ngước lên nhìn, mình thấy một ông vai đeo sợi dây, có khẩu K54 lòng thòng, tay cầm gậy le cứ dứ vào mặt mình. Người rong ròng cao, ốm ốm. Mình hoảng hồn, nín thinh, vội vã nhét thuốc, hộp quẹt vào cái túi áo. Cái ông vừa gõ đầu mình liền bỏ đi. Ra phía đối diện thì thầm gì với vài người. Tất cả đều lom khom tản ra trong đêm tối. Mình liền thì thào hỏi tanh lính ngồi kế bên. Nhìn lạ mặt, chắc lính D3. Mà ông là ai nhở? Đại trưởng đấy. Trời vừa tờ mờ sáng thì tự nhiên nhiều tiếng rít qua đầu và ầm ầm. Phía trước mặt dậy lên từng bựng khói, không khí xung quanh như đặc lại. Tai mình không còn phân biệt được đâu là tiếng nổ, mà chỉ thấy từng bụi khói bốc lên. Mình nhào tới một ụ mối ở trước mặt, Nở lao theo mình. Sau 3 phút pháo bắn cấp tập, hình như pháo đã chuyển làn. Nhìn xéo về phía trước bên phải, cách khoảng 30 mét, cái ông gõ đầu mình núp sau một ụ mối. Sau một lúc ông đứng thẳng dậy, tay phải cầm khẩu K54, tay trái cầm cây gậy, nổ 2 phát, miệng hô xung phong. Liên sau đó là dàn hòa âm xung phong. Mình ông giơ tay khoác khoác và lom khom chạy về ụ mối trước mặt. Thấy đội hình dâng lên, mình cũng chạy theo lên một ụ mối trước mặt và nằm xuống. Lúc này tai mình thì điếc đặc, không phân biệt được tiếng nổ nào ra tiếng nổ nào. Chỉ thấy từng bụng khói cao lên. Nằm ở ụ mối thứ hai, sau một lần nghe dàn hòa âm xung phong nữa, mình lại chạy lên, lồng qua một gốc cây to, đường kính khoảng 1,5 mét. Mình và Nở chúi xuống một ụ mối, cách cái cây ngã khoảng 20 mét. Đến lúc này thì như địch đã tỉnh trí. Từng bụng khói do cối 6, cối 8 đã nổ sau lưng mình. Đường đạn nhọn, đỏ lư bay ngược lại, cao từ tầm ngực trở lên. Cả đội hình phía trước hình như dừng lại, chúi vào các ụ mối, nhìn chếch về phía trước bên phải. Thấy một chàng, chắc là y tá, đang núp sau một ụ mối, cứ lúi húi cởi quần áo cho một ông đang nằm dài như còn ngóc đầu dậy, ngó vào mông mình. Nhìn về phía sau, phía cây đổ, ló lên anten của tụi 2W. Liền sau đó, một đường đạn đỏ bay sát trên gốc cây, có viên cắm vào mép trên của gốc cây văng đổ tứ tung. Đến lúc này cả đội hình dừng lại, không tiến lên được nữa. Liền lúc đó,
hai đường đạn lửa từ phía sau bỗng xuất hiện. Đường đạn hơi cao qua đầu người, nhưng đi liên tục. Mình quay lại hỏi, nó, ủa sao lại có đạn bắn lên? Một cái lắc đầu. Không bao lâu thì phía sau xuất hiện ba chiếc M113 và mấy khẩu 12 ly 7 trên xe bắn dữ dội về phía trước. Nhưng xung quanh xe cũng xuất hiện nhiều bụng khói do DK cối 8 địch bắn nhưng không trúng. Sau khi xe M13 lên ngang hàng với mình thì tiếng súng đã giảm bớt. Nhìn về phía phải, thấy một người vác trên vai một chú áo xanh, tay chân lòng thòng, chạy nhanh về phía sau, tiến lên một ụ mối nữa. Lúc này mình đã nằm ngang hàng với tay cởi quần, tay này nằm úp ở ụ mối kế bên. Nhìn kỹ thì thấy mông hắn mất một miếng thịt to, có một lỗ nhỏ, như dùng một chiếc đũa xiên từ bên này qua bên kia mông. Trong lỗ đó có hai khoanh tròn cầm máu do y tá bỏ vô. Vết thương không băng được vì chắc là mất máu. Hắn ta quay lại nhìn mình, mặt nhăn nhăn. Tự nhiên hắn ta buột miệng nói, thương đại trưởng quá, chắc anh không qua được rồi. Viên đạn xuyên qua ngực anh, ngọt quá. Mình sực nhớ cái anh áo xanh được vác trên lưng chạy về phía sau này. Sau trận đánh, mình hỏi kỹ, thì đúng là cái ông gõ đầu mình bị một viên đạn nhọn xuyên qua nách chỗ qua bên kia lúc ông đứng thẳng hô xung phong đợt 3. Sĩ quan cấp đại đội là cấp phải gương mẫu và gan lì tướng quân nhất. Khoảng 10 phút sau thì tiếng súng giảm dần. Mình quấn theo đội hình dâng lên phía trước. Đi lên khoảng gần 100 mét thì tới hầm tiền tiêu của địch. Cũng giao thông hào chạy ngang nối các hầm. Cũng hầm chữ U, hầm chữ Z. Càng đi tới càng xuất hiện hầm thùng của cối. Chắc đơn vị này cũng trên đại đội hoặc cỡ tiểu đoàn thiếu nên có cả DK. Địa hình xung quanh toàn trảng trống xen lẫn với ụ mối. Đến một hầm thùng nho nhỏ. Cả toán tập hợp lại nghe anh Điều phân công. Anh Dị, mình, anh Xây, Nở và tay lính mới Răng Vàng ở lại lập chốt. Khinh, anh Điều và hai chàng hai oát tiếp tục theo dây bộ. Ở lại cái hầm dưới một tảng cây lớn, tiếng súng vẫn nổ lẹt đẹt ở phía trước. Thi thoảng có tiếng rít của pháo lớn và bựng khói nổ sát bìa rừng bên phải. Được một lúc sau thì từ phía đó có tiếng động tương tự tiếng chân người. Một chiếc áo xanh đi có một chân, chân bên phải máu chảy ròng ròng, nhảy lo co theo đường dây xuất hiện. Vừa thấy bọn mình, anh ta hô, thương binh, thương binh. Rồi ngồi phệt xuống đất. Anh ta liền nói, mấy anh có võng, cáng tôi vì phẫu. Anh Dị liền phân công Nở và tay Răng Vàng lấy võng, tìm đòn cáng anh ta theo đường dây về phía sau. Nói thật, lúc đó, khi anh Dị chỉ vào Nở và tay kia, mình mừng mừng, trong bụng, nhưng không dám biểu lộ. Vì phẫu thì ở đâu đâu, mà khiêng võng thì mình đã từng oải vô cùng. Rồi ở đó được 2 tiếng, có lệnh trong máy, quấn dây, thu quân. Về tới đơn vị thì trời đã về chiều. Tối hôm đó thì Nở và anh Răng Vàng, Khinh, anh Điều cũng lục tục kéo về. Vừa về tới đơn vị, mình đã nghe hỏi về vụ bắt sống được thằng Miên Què. Nhưng có biết gì đâu, sáng ra mới hay, anh Điều và Khinh đi trước với tiểu đoàn bộ. Bộ binh đánh ở phía trước, hai ông đi phía sau, qua một ruộng mía thì phát hiện hai thằng Miên chém về trong đám mía. Một thằng bị thương ở chân không chạy được, còn một thằng khỏe nhưng không bỏ đạn, giữ B-40. Khi bị phát hiện thì nó táng cho Khinh một quả B-40 rồi bỏ chạy. Nhưng hên bay qua khỏi đầu, nổ ở phía sau. Anh Điều và Khinh xông lên, bắt sống thằng Miên bị thương. Khinh tịch thu được không điếu ARA, rồi bàn giao cho bộ binh quăng lên xe M113. Rồi những ngày ở cứ suối nước trong để củng cố, ngày cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Trong lúc trà dư tử hậu, anh Cảnh vừa nói vừa cười với mình. Lúc đi họp chi bộ, tao bị đánh giá là chưa an tâm tư tưởng vì cái vụ đi lạc bữa trước. Đúng là khó thật, có ai muốn đi lạc đâu. Rồi cũng chuẩn bị hút tiếp. Lần này bê mình lại đi theo E4 đánh vu hồi lên cái phum gì ở Bắc Tràng Cha Rì. Đánh vu hồi là đi bộ mệt nhỉ. Khởi hành từ sáng sớm, hành quân băng qua lộ chính Cà Tum. Đi được 5-6 cây số thì Khinh tự nhiên phát bệnh đau mắt. Mình được phân công bàn giao dây máy lại, dẫn Khinh quay lại tổng đài. Đường quay lại mình giận Khinh vô cùng. Dẫn đường người mù đi chậm mà tới nơi xong đuổi theo đội hình chắc chết mất.
Đến tổng đài thì có anh Thuấn, Long chuẩn bị đuổi theo đội hình. Mình được bổ sung một quận dây và chỉ thị tháp tùng anh Thuấn đuổi theo đội hình phía trước. Đường đi thì có ba người, cứ cắm cúi mà đi. Đi đến chốt giữa đầu tiên thì đã gần chiều, tưởng được mắc võng nghỉ ngơi. Sau khi liên lạc với phía trước đã nói, thu xếp đi tiếp lên chốt trên, cách đây 7 km. Mình buột miệng nói, ủa, gần tối rồi, sao anh không xin ngủ ở đây, mai đi? Anh Tuấn nói, lệnh phải đi liền lên chốt trên, đây là lúc phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên. Lại cắm cúi đi. Đi được khoảng 2 km thì đến một doanh trại cải tạo cũ, nay không có ai ở, rồi ra một con lộ đỏ. Đi dọc lộ đỏ khoảng 1 cây số lại chui vào rừng le. Lúc này cả ba đã thấm mệt nên nghỉ liên tục. Anh Tuấn mắc máy vào đường dây, hỏi chốt trên coi gần đến chưa, thì được hỏi lại là đến lộ đỏ chưa. Đã băng qua 1 cây số, vậy gần tới rồi, cứ đi theo đường dây. Lại cắm cúi đi, gần tới nơi rồi mà. Đi hoài không thấy, đang đi thì giật mình, có một con chim rất lớn đậu sát đường mòn. Long đi trước tới mình, đi sát con chim thì nó vỗ cánh phành phạch bay lên. Theo phản xạ, Long cầm súng ngồi thụp xuống, mình cũng giật mình làm theo. Nhìn ra con chim bay lên, Long bụt miệng, để mẹ nó, làm giật mình, rồi quay lại cười trừ. Cuối cùng thì trời cũng vừa tối, cũng là lúc đến chốt. Mình mắc võng nằm ngay vì quá đuối sau một ngày đi bộ. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ thì lại được lệnh quay lại. Đã nổ súng để cho chốt thu dây. Cả ba quay lại đường cũ. Lần này ra tới lộ đỏ, anh Tuấn đi miết trên lộ, không rẽ trái theo đường dây về tổng đài. Mình cũng cắm cúi đi theo mà không hỏi. Đi đến quá trưa thì anh quẹo phải theo đường bò khoảng 600 m thì đến một chốt chặn của J25. Một đại đội của J25 đóng chốt ở đây hơn 10 ngày qua, được lệnh ngừng nghỉ chờ tại chỗ. Ngồi dưới giao thông hào, nghe lính công binh tả cảnh giữ chốt của mấy ngày trước, mình mới biết tại chỗ mình ngồi này, ngày hôm qua còn là trận địa chốt rất ác liệt. J25 bàn giao thay cho bộ binh, để bộ binh rút ra củng cố. Trước chốt là một con đường bò chạy tới tràng Trà Rì. Tụi Pol Pot áp sát chốt quấy rối liên tục. Công binh sư nói chỉ từ sáng đến giờ mới dám lên trên ngồi vì đã nổ súng ở phía trước, chứ ngày hôm qua thì toàn rúc xuống giao thông ào. Ngồi đến chiều thì toán quân ở đại đội cũng ra, cộng cả ba người mình thì cả toán cũng có hơn 10 người, do anh Hùng xê trưởng trực tiếp chỉ huy. Có anh Cảnh bê phó trong toán. Nghe anh Hùng hỏi tụi công binh tình hình đường phía trước chốt và cách bố trí đội hình đi cẩn thận, mình biết là lại cắt thẳng lên E4 rồi. Chuẩn bị xong xuôi, chờ trăng lên khoảng 10 giờ đêm là lên đường. Đội hình đi rất thưa, mình được ưu tiên không mang dây vì đi trong toán đi đầu 3 người. AK cầm sẵn sàng, không mang trên vai. Đường đi có trăng nên thấy rõ phía trước. Hai bên đường là rừng le, vì được phổ biến là khu vực có mìn nên chỉ đi giữa đường bò. Người theo sau giấu chân người đi trước. Đi thưa cách nhau 5 m. Đường đi tờ mờ, đi rất chậm vì phải chờ phía sau, vừa đi vừa giải dây. Xung quanh im lặng như tờ, thỉnh thoảng phải ngưng lại chờ phía sau vì mắc nối dây, đổi quận mới. Hết 8 quận dây thì bắt đầu tới trảng. Nhìn trảng dưới ánh trăng dài ngút tầm mắt, xa xa hàng cây xanh thẫm. Anh Cảnh tiến lên dẫn đầu đi men theo bìa trảng. Đi gần hết, cách hàng cây xanh thẫm khoảng 100 m, thì có tiếng quát. Ai đấy? Cả đội hình hoảng hồn, dừng lại ngồi thụp xuống. Thông tin đây. Thông tin sư phải không? Đúng, thông tin sư đây. Lúc này nhìn trách về phía trái cách 80 m, lố nhố nhiều bóng người đứng dậy, giơ tay vẫy. Anh Cảnh liền đổi hướng cắt thẳng vào đám người đó. Đi đến nơi mới thấy có khoảng 10 anh bộ đội, nai nịch súng ống tận răng, đứng dưới giao thông hào lẫn trên mặt đất, tư thế sẵn sàng choạng nhau. Tụi này được điện báo có thông tin sư cắt rừng thẳng hướng này. Quan sát thấy mấy ông vừa đi giải dây nên đoán là mấy ông vừa đi theo đường này khoảng 1 cây số rưỡi thì tới trung đoàn bộ. Đường đi từ đó đến trung đoàn bộ thật thoải mái. Anh Hùng nói nhỏ với anh Cảnh, hồi nãy đi trong đám rừng, tụi công binh
Tao chỉ sợ dính mìn. Anh Cảnh gật gù không nói gì. Mình nghe xong mới thấy sợ. Hồi nãy có thấy gì đâu. Đi đến điểm thì đã 4 giờ sáng. Mình mắc võng nằm lăn ra ngủ. Sáng hôm sau dậy ăn cơm sáng với cháo, nước tương, chiến lợi phẩm. Tụi đi theo e bộ cho mấy chai nước tương và vài hũ cháo của địch. Chắc đây là phum hậu cần. Lại có lệnh quay về lập chốt trong cụm rừng tối hôm qua. Công binh sư đã giả mìn thông đường. Xe cứu thương và xe tiếp tế đã lên tới e bộ. 4 mạng, anh Xây, Nở, Thắng và mình. Anh Cảnh quay về đường cũ, đi vào rừng khoảng 2 km. Anh Cảnh chọn một hố bom có nước cách đường bò khoảng 50 m để lập chốt. Chưa kịp đào bếp nấu cơm thì dây bị đứt hướng về tổng đài. Nở và Thắng xách máy đi sửa dây. Mình ở lại xách nước nấu cơm. Được nửa tiếng sau thì anh Xây nhận điện phải vác cuộn dây dự phòng ra tiếp cho Nở. Đường dây liên lạc về phía tổng đài vẫn tắc, không biết chuyện gì mà lâu quá không khắc phục được. Đến trưa thì anh Cảnh cũng vác ba lô đi về hướng dây bị đứt. Sau khi dặn mình, mày ở lại trực máy. Đang nằm võng thiêu thiêu ngủ thì bỗng có hai người lù lù xuất hiện sát bên. Nhìn kỹ thì anh Kế tiểu đoàn trưởng, gọi là anh chứ thật sự ông già gần bằng tuổi bố mình. Mình nói, ủa, thủ trưởng đi đâu vậy? Nhìn ông mặc quần áo lấm lem bụi đất, mồ hôi nhễ nhãi, tay đi cùng là liên lạc tiểu đoàn. Ông không trả lời mà móc ra cho mình một điếu thuốc có cán vàng vàng, rồi hỏi ngược lại, ở chốt có một mình à? Dạ, mấy anh em đi sửa dây hết. Nhìn nồi cơm còn nguyên, ông hỏi tiếp, vậy chưa ăn cơm à? Dạ, mấy anh chưa kịp ăn cơm. Anh có ăn luôn không? Ông lắc đầu và nói, có nước cho anh một miếng. Mình vội lấy nồi nước gạo rang, múc ra chén sắt đưa cho hai người. Vừa ngồi uống, ông vừa nói, đường dây mà mất liên lạc lâu quá, sư la quá, chắc phải giải đường mới. Mình không biết ất giáp gì, cũng dạ. Sau này mới biết, thì ra xe ủi bánh xích quân khu, ủi hai bên đường cho rộng ra, đã cán lên toàn bộ đường dây. Dây điện mà xe xích cán lên thì chỗ đứt chỗ chập, nguyên 3 cây số giải dây mới. Đến chiều mới thông liên lạc lại được. Tiểu đoàn bị kiểm điểm. Kiểm điểm là chuyện bình thường, vì không hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững thông tin liên lạc là mạch máu của cơ thể. Sau này đã chiếm sông Sơ Long xong, có một đêm đường dây từ sông Sơ Long lên phía trên bị địch cắt, phục kích. Điện 2W báo về và nói rõ một xe tải G29 bị bắn từ chập tối, nhưng lệnh sư vẫn buộc tiểu đoàn nối thông dây trong đêm vì đang triển khai kế hoạch chiến đấu. Khẩu lệnh là dù có hy sinh đến người cuối cùng cũng phải thông đường dây ngay trong đêm để đảm bảo triển khai kế hoạch chiến đấu vào ngày mai. Trên sẽ cho một tổ trinh sát bám địch mở đường. Hên là sau khi bắn xe G29 xong, nằm chờ lâu quá, có lẽ nó sợ nên tự rút. Khi đơn vị lên nối dây thì bình an vô sự. Rồi những ngày tiếp theo là chốt phục vụ, đường dây được anh Điều cắt thẳng đi trong rừng, không dọc đường nữa nên không còn đứt. Mình được lên đóng ở phía tây chảng Trà Rì vì bỏ chốt giữa, đóng ở bìa chảng cực vô cùng vì bắt đầu vào mùa mưa, gió mạnh làm rách tăng hết trơn. Cái chảng này sao lắm hố bom vậy, những hố bom đầy cá. Anh Điều chỉ mình cách giả cá bằng lựu đạn M67, vặn kíp ra đốt cũng hiệu nghiệm lắm. Chốt nhàn vô cùng vì không bị đứt, nhưng chỉ vài ngày E4 rút ra củng cố thay bằng E429 đặc công. Lính đặc công ăn mặc lạ, toàn quần áo giản dị, mũ vải cũng giản dị, nhưng mà hết lính sao mà kêu lính 429 lên chốt. Chỉ được vài ngày là chốt bung. Nhìn cảnh e trưởng già lụ khụ ngồi động viên đám lính vác súng từ chốt về, sao lại thấy thương lạ. Thương ông già nói năn nỉ, cũng thương mấy anh lính, toàn là lính cũ 73, 74, vì đặc công mà kêu chốt. Lý lẽ mà mấy anh lính đưa ra khi vác súng bỏ chốt, đặc công mà kêu chốt chặn, rồi cũng phải xách súng quay về chốt thôi. Ở chốt 429 không bao lâu thì thọc sâu tiếp. Lần này đi thọc sâu bên trái chảng Trà Ri, tiến về phía trước. Đường dọc chảng, anh tự bắn được một con kỳ đà. Sao với tương hột,
ăn cũng khá ngon. Mình toàn đi phía sau vì chốt toàn chạm giữa. Anh Điều đã đi trước. Vừa nhận tin, anh Điều cắt rừng, đụng Miên. Đi chung với anh Thì, anh Điều thì chạy thoát, còn anh Thì A trưởng A5 bị mất tích. Đang tổ chức đi tìm, hy vọng là tìm được anh. Sáng hôm sau lại hành quân. Đường hành quân lần này đi xuyên qua rừng. Rừng biên giới ở đây cũng giống như nhiều khu rừng khác, chỉ khác là ở chỗ được phổ biến nhiều mìn. Buổi trưa dừng chân ở giữa rừng nấu cơm ăn, lại đi tiếp. Xế chiều bắt đầu lọt vào rừng cao su đất đỏ. Đường đi ở bìa rừng cao su, đi đến xế chiều thì ngừng nghỉ ở một ngã ba. Xung quanh toàn là rừng le. Nhận được tin đã tìm được anh Thì. Anh Thì chỉ bị một viên AK vào đùi phải, gãy xương nhưng vẫn còn sống. Mình thấy võng cáng anh Thì do anh Điều dẫn đường, đi ngược lại nhưng không hỏi han gì được. Vì đường sao tập trung lính đồng thế, phải cắm cúi đi. Ngồi chờ lệnh ở ngã ba thì bỗng nghe ầm một tiếng nổ đanh gọn chỉ cách mình khoảng 100 mét ở dưới ngã ba. Đê mẹ, dính lựu đạn rồi. Một lúc sau, một anh cõng một chiếc áo xanh chạy theo hướng võng anh Thì đi. Quan sát trên lưng thấy rõ những vết máu thấm ra khỏi miệng, nhưng chừa một vệt vắt từ vai trái xuống lưng không bị gì do đeo ruột tượng gạo. Nghe nói lựu đạn gài trên cây. Đêm hôm đó dừng nghỉ trong một bìa rừng cách ngã ba hơn 200 mét. Trời đổ mưa tầm tã. A mình mới nhận một chàng Hà Nam Ninh tên là Thanh, nhập ngũ tháng 11 năm 77. Anh chàng ngồi cùng mình co ro dưới tấm tăng. Mình thấy Thanh móc gói hoa mai ra hút, mời mình một điếu. Mình đang vã vì hết nhãn thuốc dê, lại được thuốc đầu bằng hẳn hoi, liền làm công tác bộ đội vận. Ủa, mới nhận nhu yếu phẩm à? Thanh gật đầu. Còn nhiều không? Thanh móc gói thuốc ra, nhìn rồi trả lời. Gần nửa bao. Hút xong điếu thuốc, mình hỏi bâng quơ vài mẩu chuyện và nói qua về quân số tiểu đội. Sau đó thì còn bao nhiêu thuốc thì hút hết, để ngày mai mưa ướt hết cũng vậy. Chàng Thanh nhìn mình rồi móc cho một điếu nữa. Sau đó anh chàng đưa mình tiếp hai điếu và nói, còn lại để dành. Sau này khi sống chung với nhau thân, vào một dịp vui, Thanh nói, hồi mới vào đơn vị, mày dụ thuốc lá của tao. Nghe xong mình nhoản miệng cười trừ. Sáng hôm sau mới 4 giờ sáng đã hành quân. Đường đi cắt rừng do anh Nghị xê phó dẫn. Mình thấy hơi mệt vì đêm qua mắc mưa mà trên lưng lại hai cuộn dây, nặng quá. Đi liên tục không nghỉ, đến sáng vẫn không ngừng ăn sáng. Mình đuối quá nên đi hơi chậm. Lúc gần 8 giờ thì ngừng lại. Mình được phân công ở lại một mình chờ phía sau lên tiếp dây. Ngồi một mình giữa rừng cao su, trời lạnh lạnh, vừa ăn cơm nắm vừa ngóng ở phía sau. Khoảng nửa tiếng sau thì có một túp người đi tới. Có anh Cảnh đây rồi. Lại tiếp tục lên đường. Đi đến chiều tối thì áp sát nhập với toán đi đầu của anh Nghị. Tối đó nghỉ chung với E Bộ 174. Lần đầu mình biết mặt chú Năm Phúc. Nghe chú nói với công binh, vật tạm thôi, khoét cho chú một cái hố vừa vừa, khỏi phải đào hầm lớn. Mình cũng tìm một chỗ trũng rồi giải tấm tăng ra nằm ngủ. Sáng hôm sau, anh Cảnh dẫn mình đem theo hai cuộn dây, cắt hướng ra đường dây trục. Đường đi băng qua một rừng cây giá tị. Dài gần hết quận 2 thì gặp một con đường đất đỏ, có đường dây, nối vào rồi quay về. Mắc máy và tăng âm, vào thì chuông đổ. Mình báo chú Năm có điện của sư. Tăng âm phát ra rõ tiếng cười rộn ràng của trên vì 174 đã chiếm được 11. Mà quân đoàn 3 vẫn còn ý ạch ở Phung Đa, lại lên đường vào 11. Trưa hôm đó, ăn cơm ở 11, đường dây về tổng đài lại bị đứt. Mình phải đi sửa dây. Xế trưa bắt đầu hành quân về đại đội. Đường đi dọc lộ 7, mình thấy xa xa máy bay chúi xuống ném bom. Hướng quân đoàn 3 vẫn còn nổ súng. Vừa về đến cứ, đóng tạm trong một phum, thì mình lên cơn sốt dữ dội. Nằm trên chiếc võng mà người cứ run run như thằn lằn đứt đuôi. Vừa lúc đó thì view âm pháo miên bắt đầu giã trúng đội hình sư. Mình nghe tiếng pháo thỉnh thoảng cứ rít lên mà không lết nổi xuống hầm. Bụng bảo dạ, kệ mẹ nó. Một lúc sau, y tá tiểu đoàn xuống tận võng mình khám.
đục cho mình một mũi và cho một nắm thuốc. Sau đó nói mình: xuống hầm mà nằm, không được nằm trên võng. Đến dập tối thì được lệnh di chuyển vì điểm đóng đã lộ. Mình được ưu tiên đi xe vì bệnh. Lên xe chạy khoảng 1 giờ. Đường đi khoảng 200 mét có một tổ trinh sát đến chốt dừng lại mắc võng, nằm liền vì đang lên cơn sốt tiếp. Buổi sáng thức dậy, mình thấy đang ở trong một cái nhà tranh thật lớn, bốn bề trống hoác, tương tự như nhà kho đang xây răng dở, chưa làm vách xong. Hơn 15 mạng ở cái nhà tranh này. Xung quanh là bãi cỏ, rau rền gai mọc hoang rất nhiều. Cách 150 mét là một phum nhỏ, với hàng dừa lẫn cây thốt nốt rất cao. Những ngày ở đây, sức khỏe mình hồi phục dần. Thức ăn thì thịt bò ở các chốt tiếp tế về hàng tạ. Miệng mình còn đắng nên sau mấy bữa ăn cháo, thằng Thắng người Sĩ An xào thịt bò với lá lốt. Một nồi kêu mình ăn với lương khô 701 mới được phát, ngon lắm. Nhìn nó ăn ngon lành mà mình nếm thử nghe lạt lạt, nuốt không nổi. Có một thanh lương khô mà ăn triệu chảo mãi không hết. Rồi cũng hết bệnh, ăn trả bữa. Khỏe ra thì mình đi hái rau càng cua về xào thịt bò trộn lên ăn. Tội lính Hà Nam Ninh ăn khen ngon quá trời. Có một tay Hà Nam Ninh lùn lùn, mập mập, trước khi ra chốt còn từ giã nói: mày ở lại hái rau ngòm cua chén thịt nha. Mình nhớ mãi câu nói trên. Lại được lệnh về chốt cùng tiểu đội. Đi bộ một mình chỉ 5 cây số theo đường bò. Tiểu đội mình ở trạm giữa. Ở chỉ được 2 ngày lại di chuyển. Lại theo anh Điều cắt rừng giá tị. Mới đầu mình không biết là cây gì. Nhìn giống cây rừng, lá hơi to, giống lá dầu. Nhưng sao mọc có hàng, có lối, giống cây cao su. Mình hỏi anh Điều: sao rừng cây này nó mọc thẳng hàng quá vậy anh? Mà lại chỉ có một loại. Đúng là dân cày đường nhựa. Anh Điều trả lời: là cây giá tị, trồng lấy gỗ làm báng súng. Rồi cũng quay về trạm giữa. Tiểu đội mình chuyển trạm giữa. Mình, anh Xây, Nở, Khinh và Thắng đóng ở một phum. Nguyên một phum chỉ có 5 mạng. 2 ngày sau đó có thêm 5 mạng của trung đoàn 23 đến đóng cách 150 mét. Chốt anh Thuấn ở phía trên điện xuống cho nửa con bò. Thế là thịt bò tùm lum món. Mình với Nở ra bụi tre lấy gần chục ngọn mang về, lột ra cho vào chảng gang to. Dưới là đống xương gần thịt bò bạc nhạc. Ở dưới tống một cây cột nhà vào. Rìu rìu 2-3 ngày, chẳng ai thèm động vào vì thức ăn quá nhiều. Nào là thịt bò xào lá lớp, nướng, luộc, kho, nấu cháo, hầm bà lằng. Cho F23 thịt bò, nó hữu hảo cho lại một nửa bi đông rượu. Thế là nhậu sừng sừng thì bắn súng. Đứng trên nhà sàn không còn vách gì, đã gỡ gỗ làm củi trụng cả. Có 3 mạng, mình, anh Xây, Nở đố nhau bắn trúng cái cột nhọn bằng ngón tay của nóc nhà sàn kế bên. Cách khoảng 40 mét, Nở bắn trước. Súng AK Nở là súng tiệp, tước ngắm 10, bằng đạn RPK 50 viên, xin được của tụi đặc công 429 rất ngầu. Súng bắn rất chỉnh, chuyên dành đi săn cho cả A. Nhắm có bệ tì hẳn hoi. Bằng! Chật lất, cái đầu nhọn vẫn còn nguyên. Tới mình cũng vẫn còn nguyên. Anh Xây nói: tụi mày bắn như cục pin ý. Nở gân cổ: ông ngon thì bắn đi. Súng anh Xây là khẩu AK thời hồi đó, thước ngắm bay đầu mất tiêu, trụi lũi. Anh Xây nói: coi tao đây. Bằng! Cái đầu nhọn nhọn rụng một khúc. Nở quê quê nói: ông ăn may thôi, súng không còn thước ngắm mà cũng trúng. Nói xong Nở ngắm lại và bằng cũng chật lất. Anh Xây lại nói: hên à, coi lại này. Lần này thì cái đầu nhọn bằng ngón tay đã rụng một khúc cả tấc. Mình ôm bụng cười bò trong khi mặt Nở nghẹt ra. Anh Xây hỉnh mũi nói: súng không còn thước ngắm, nhưng tao có cách ngắm của tao chứ bộ. Mày nghĩ cái này rượu bắn à? Ở chốt được một thời gian thì lại chuyển về đội hình ở đại đội. Ở ngay cái nhà mình bị sốt rét, nằm dưỡng bệnh, sau đó chuyển tiếp về một phum mà mình không nhớ tên. Đóng ở phum này thật nhàn vì nghe đâu chuẩn bị rút về nước. Mình đóng ở bìa phum, nhìn ra một cánh đồng ruộng lúa. Bên kia cánh đồng là tiểu đoàn bộ, sát bìa phum có một dòng suối nhỏ chảy qua.
nước trong vắt nhưng có rất nhiều đỉa. Mình thò chân xuống nước thử khua nhẹ, vừa quan sát thì thấy cả bầy đỉa lớn cỡ đầu đũa, nhỏ bằng cây nhang, bơi đua lại hướng chân mình. Đội hình B lục tục kéo về, tiểu đội anh Thuấn về có mang theo một con heo, còn sống khoảng 15 cân. Mông con heo bị mất một miếng thịt vì vết chém trượt. Thằng Hải tiểu đội anh Tự về có mang theo một con chó nhỏ màu đen, chân nó móng đeo rất khôn. Nghe Hải nói con chó này của tiểu đoàn công binh J-25, xe chở J-25 dính mìn chống tăng, không biết sao lựu đạn mang trên hông của một thằng trên xe bị kích nổ tiếp, xe nổ tanh bành. Lúc Hải đi bộ đến thì tụi công binh đang giải quyết hậu quả. Hải thấy con chó nhỏ run sợ, còn đứng bên kia vệ đường, xin tụi công binh thì nó cho luôn, còn nói là chó của anh Hùng tiểu đội trưởng nữa. Đi trên xe bị mìn mà không chết, mình rất thích con chó vì nó rất khôn, lông màu đen tuyền, dáng thon gọn như chó săn. Mình và thằng Hải lội ruộng mà nó đi theo ào ào, lội nước rất nghề. Ở phung đó chỉ 3 ngày, con heo của anh Thuấn phải làm vật tế thần cho anh Điều làm tiệc đãi cán bộ đê. Anh Điều cứ ngắm nghía con chó nhưng mà nó còn nhỏ, rồi lại lên xe quay về Ca Tum. Đóng ở Ca Tum được 2 đêm để chuẩn bị lật cánh qua Lục Ninh. Ở Ca Tum mình được phân công đem gạo đi chợ đổi bún để liên hoan. Một cân gạo đổi một cân bún, mang tiếng liên hoan B nhưng không có gì. Chỉ có 2 hộp thịt gà loại 1 cân của Hà Lan, mà ngoài nhãn thì rõ là hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc. Trong mỗi hộp có nguyên một con gà nhỏ, thịt được hầm kỹ đến mức chỉ cần ngậm là tan ra. Xương gà nhai như bột, thêm nước muối và ít gia vị, bỏ ra dĩa, kèm bún, 2 lít rượu là liên hoan. Lại lên xe giải phóng, cả B mình đi một xe. Xe quay về hướng Tây Ninh để qua Lộc Ninh. Mình khấp khởi mừng trong bụng, vì thế nào cũng chạy qua Sài Gòn, vì từ đường Tây Ninh qua Lộc Ninh phải về Sài Gòn. Xe mình chạy chậm vì phải ngừng liên tục để châm nước cho két nước bị thủng. Xe đến chợ Trảng Bàng thì dừng lại. Anh Điều đứng lên nói: "Các A tổ chức nấu cơm trưa ăn, ăn xong thì hành quân tiếp." Nói xong anh Điều nhảy xuống xe đi vào chợ với tài xế. "Má ơi, giữa chợ thế này củi kiếm đâu ra? Gạo thì có trong ruột tượng, thức ăn thì chỉ có muối, bột ngọt, dầu ăn." Xe ngừng lại, mình nhìn quanh thì chỉ có khoảng 5-6 tay, túi không có tiền, như mình ở lại xe. Đứng láo ngáo một lúc, còn tụi còn tiền trong túi đã nhào hết vào chợ. Mình và mấy thằng còn lại nhìn nhau lắc đầu vì không biết nấu cơm ở đâu. Một thằng lúi húi soạn nồi, có một thằng nhảy xuống trước, vào một nhà dân hỏi gì đó rồi đi ra, buột miệng chửi đồng: "Khỏi nấu đi, nhịn đói, nấu nướng mẹ gì, củi thì không có." Cả bọn còn lại trên xe nhìn nhau ngao ngán. Một thằng trên xe có ý kiến: "Kiếm quản lý ứng tiền phụ cấp." "Ừ, tìm anh Điều hỏi thôi." Một thằng nhanh nhẩu nhảy khỏi xe chạy vào chợ kiếm anh Điều. Cả bọn còn lại chờ một lúc khá lâu. Tay đi chợ đi ra, miệng còn ngồm ngoàm nhai bánh tét, vừa ăn vừa nói: "Anh Điều nói tay quản lý đại đội đi xe trước rồi, cả bọn trong trỏng cũng hết tiền, phải ăn ké tài xế." Nghe xong mình ngẩn người, ngồi thư ra suy nghĩ. Đúng là bộ đội chỉ thích hợp ở rừng, về ở giữa chợ mà vẫn phải nhịn đói. Một lúc sau thì lác đác có người ra trước, có một tay đưa mình một cái bánh tét và nói như phân bua: "Tao cũng không còn đồng nào." Mình đã tạm cái bánh tét mà cứ nghẹn nghẹn trong cổ mà không biết lý do gì. Xe lại chạy tiếp, đến Củ Chi thì quẹo trái về hướng Bình Dương. Mình càng mừng hơn vì Bình Dương là quê mình. Nhà má mình ở Bình Dương, vừa qua cầu Phú Cường, cái cầu nối giữa Củ Chi với Bình Dương, xe bỗng chạy chậm lại và tấp vô ven đường. Mình nghe tài xế ló đầu ra hỏi dân chỗ hàn két nước. Người dân chỉ vào trong thị xã. Mình liền la lớn: "Này, tôi biết chỗ hàn két nước đấy, đây là quê tôi mà." Anh Điều ló đầu ra khỏi cabin xe nói: "Ừ, mày biết chỉ đường, xe phải hàn lại két nước mới đi tiếp được." Nghe xong mình mừng quá đỗi. Chỗ hàn két nước xe chỉ cách nhà má mình 1 cây số, chắc tranh thủ về thăm má được. Xin ít tiền, mình liền hướng dẫn tài xế đỗ chỗ hồi xưa mình thấy có tiệm hàn két nước.
bụng cứ vái thầm chỗ đó còn làm để mình tranh thủ về nhà xin mẹ tiền. Đến nơi thấy tài xế hỏi và quay ra xe nói, chờ ăn xong két nước rồi đi tiếp. Mình mừng quá liền chạy lại anh Điều nói, anh cho em về nhà má em, cách đây chỉ một cây số, khoảng nửa tiếng nữa em quay lại. Anh Điều liền đồng ý kèm theo điều kiện, thằng Xây, thằng Nở, đi theo thằng Tê về cho nó thăm má nó, nhớ quay lại kịp giờ. Mình đi như chạy về nhà. Má ơi, con sắp gặp lại má rồi. Ba thằng đồng đội với bao xe ngực còn nguyên, dây thắt lưng vẫn còn bi đông, quần áo nhàu nát vào nhà mình. Má mình mừng rỡ nhìn mình nói không ra lời. Thuốc dê một gói, mắm ruốc một gói, tiền bỏ túi, một hộp quẹt Zippo được mang lại xe. Mãi sau đến năm 1980, mình mới gặp lại má vì được về học ở D30 Quang Trung. Rồi lại khởi hành, xe từ từ chuyển bánh rời thị xã thân yêu hướng về biên giới. Nhìn ông anh họ đứng bên chiếc xe đạp vẫy tay đưa tiễn, mình hơi ngậm ngùi. Xe chạy được khoảng 6 cây số, vừa qua ngã tư Sở Sao thì tự nhiên tấp vào lề. Tài xế mở cửa xe nói, dừng lại nghỉ đêm, mai đi tiếp. Vô trường học này xin nghỉ lại. Cả bọn lục tục kéo vào trường học xin ngủ nhờ, xin củi để nấu cơm. Có một ông thầy ra chỉ vào cái cây còn tươi trồng ở ngoài sân trường và nói, đốn những cây đó mà trộm. Cây tươi nhưng vẫn cháy vì nó có dầu. Mình lọ mọ vào một phòng học để kiếm chỗ mắc võng. Phòng học không có chỗ nào mắc võng được. Mình đi vòng vòng đến chỗ ở của các thầy. Thì thưa thầy, ông thầy dạy văn hồi mình học lớp 7 đang ngồi trong phòng ngước mắt nhìn mình, hỏi lại sau khi nghe câu thưa của mình, em tên gì? Học thầy lớp mấy? Trường nào? Dạ con tên T, học thầy lớp 7A8. Trong lớp có hai thằng T, con là TMT. Ông thầy gật gù, à thầy nhớ rồi, em viết chữ xấu mà nhanh. Dạ con đó thầy. Mình nhìn ông thầy tóc đã hoa râm, mắt đeo kính cận mà lòng ngổn ngang. Ngày xưa thầy mập mạp mà bây giờ sao thầy gầy ốm vậy, hốc hác quá. Chỉ có 6 năm mà sao thầy thay đổi nhiều. Con đi bộ đội lâu chưa? Dạ mới gần được 1 năm thầy ạ. Con kéo bàn lại mà nằm, không có chỗ răng võng đâu. Dạ. Nhìn ông thầy cũ đi lững thững ra trước sân trường mà mình nao nao ở trong lòng. Rồi buổi tối cũng qua mau vì có một xị rượu, lại lên xe trực chỉ Lục Ninh. Xe đến chợ An Lộc thì dừng lại. Mình thấy một thị xã hoang tàn, chợ nằm xa xa dưới thung lũng. Cả bọn không ai đi chợ, chỉ có tài xế đi mua đồ. Đến Lục Ninh rồi đi bộ vào trong làng 07. Đi bộ trong đường đất đỏ dưới tán rừng cao su. Cũng rừng cao su, nhưng rừng cao su ở Việt Nam sao yên tĩnh và đẹp lạ. Xa xa có một xóm nhà đang tỏa khói lững lờ. Trời về chiều lành lạnh. Đi qua một cống nước có nước chảy róc rách. Cả tổ dừng lại nghỉ. Nước suối mát lạnh, ngồi vấn điếu thuốc dê, đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh. Mình buột miệng nói, sao khung cảnh ở đây đẹp quá. Có một giọng phụ họa, ừ đẹp thật. Cũng ở đây, lần đầu tiên mình được thấy làng chiến đấu như thế nào. Bìa làng là một vạt đất được cắm trông tre tua tủa, chạy ra tới bìa rừng. Gần rừng trông là một dã giao thông hào chiến đấu. Chắc là ở đây gần biên giới cũng nên. Rồi cũng hành quân bộ đến ngã ba Hoa Lư. Tại ngã ba này, một ngã bên phải gọi là lộ 13A, bên trái là lộ 13B. Sao lộ 13 nó dài như vậy? Mình đang ở lộ 13 mà nhà mình ở tận Bình Dương cũng là quốc lộ 13. Cũng đứng trên con quốc lộ 13 mà sao mình cảm thấy xa nhà quá? Tưởng như ở thế giới khác, gần ngã ba gặp một toán quân ngồi tụ tập, chuẩn bị chờ xe trở về tuyến sau. Quần áo tụi này sao te tua dữ vậy? Có thằng chơi quần không ống, tựa như quần đùi. Hỏi ra thì tụi trung đoàn Phú Lợi của tỉnh Sông Bé bị bọn Miên quần te tua mấy tuần trước. Nay có sư mình lên bàn giao, tụi nó rút về phía sau để củng cố. Nhìn nhóm bộ đội quần áo dơ giấy, đỏ ngầu đất đỏ, rách te tua, đầu tóc bù xù, mình thầm nghĩ. Tụi bầy bắt đầu sướng, giờ tới lượt tụi tao. Đường đi bên trái theo lối 13B, đi được khoảng 6 cây số thì dừng lại lập trạm giữa.
con đường đất đỏ chạy lúc thẳng lúc ngoằn ngoèo, hai bên là rừng le xen lẫn. Điểm chốt là một cụm rừng nhỏ ở gần suối, chốt có 5 người, anh Xây phụ trách. Ở chốt không có gì xảy ra, chỉ mấy ngày sau hết thuốc hút, phải lượm dế nhủi, rồi dế nhũi cũng hết. Mình ra mặt đường, ngóng có ai qua không để xin. Có một tốp lính đi bộ qua, mình xin được một nhúm thuốc. Ôi, sau gần một ngày không có thuốc, hút hơi đầu tiên mình cảm thấy môi tê tê, người say người ngất, phê không thể tả. Rồi lại quấn dây hành quân lên phía trước, đi bộ hơn 3 giờ là đến lộ 7. Đường đi nhiều mìn, những tấm bảng cắm vội hai bên đường ghi mìn. Có đoạn chỉ là một khúc cây tươi cắm ngang làm dấu. Cả tổ chỉ dám đi dưới lòng đường. Có đoạn chẳng trống, mình nhìn rõ thấy giữa hai gốc dầu lớn là một đoạn dây mảnh màu xanh cách khoảng gần 3 tấc. Mình cố nhìn nhưng không thấy vị trí đặt mìn. Ra tới lộ 7, con lộ nhựa chạy từ Mi Mốt lên đến đây rồi chạy lên Sa Nu. Phải ngồi chờ hơn 2 tiếng để xe quay lại chờ lên Sa Nu. Đơn vị đã chiếm được ngày hôm qua. Trong lúc ngồi chờ, mình hưởng sái được 2 trái bắp luộc và một bi đông nước luộc bắp của tụi bộ binh cho. Chuyến xe này là chuyến xe vét cuối cùng. Toàn bộ đội hình sư đã về Sa Nu. Chờ lâu không thấy xe quay lại, một tay bộ binh nói: "Mẹ nó, rút hết rồi, xung quanh đây còn có một nhúm, xe lâu quá, tụi miên nó bám lại thì ăn cám." Nghe vậy mình cũng cảm thấy sợ sợ, nhìn quanh thì đúng còn một nhúm, hình như là chỉ còn tổ của mình và tụi hậu cần của tiểu đoàn chuyên đi sau để nấu cơm. Tụi nó có khoảng gần 10 mạng, nhưng song nồi to đùng, súng AK le que có vài khẩu. Rồi chiếc xe gắt của Trung Quốc cũng quay lại, cả bọn lên xe an toàn. Đường đi Sa Nu, hai bên toàn hố pháo. Trung đoàn 28 bắn chính xác thật. Các hố pháo toàn cặp đường lộ đi vào rừng, trên mặt đường nhựa thỉnh thoảng có dấu đạn nhọn. Đây là đường tiến quân đánh chính diện của tiểu đoàn 3 E4. Đến Sa Nu là một cụm nhà đổ nát, như nhà kho hay xưởng bị bỏ hoang lâu ngày. Xung quanh toàn rừng cao su, xe cứ chạy qua một cụm rừng cao su, thấy một tốp bộ đội mắc võng sát bìa rừng cao su. Xe chạy sát, mình thấy rõ anh Minh tiểu đoàn trưởng, đứng lên nhìn xe. Cả tốp bộ đội mắc võng chỉ hơn 20 người. Một người bộ binh trên xe bột miệng nói: "Tụi tiểu đoàn 3 đó, cả tiểu đoàn chắc còn có bấy nhiêu. Chiếm được Sa Nu thì tiểu đoàn mất sức chiến đấu mẹ nó rồi." Xe chạy cách Sa Nu hơn 10 cây số thì đổ mình xuống một chảng dầu. Cây dầu lá to đùng nhưng cây vẫn còn nhỏ, chảng đã ngập nước. Mình lại về đội hình đại đội. Bên mình được bố trí ở cặp bìa chảng bên phải, hướng từ ngã ba Hoa Lư lên Sa Nu. Mình đang ở lộ 13A, con lộ bên phải của ngã ba Hoa Lư. Ở chảng dầu cực quá, dưới nước lỉnh bỉnh, trên nắng chiếu thẳng vào võng. Cây dầu thì nhỏ, không mắc võng được. Cây lớn quá cũng khó mắc. Ở đây vài ngày, anh em bắt đầu sốt rét. Khoa đầu tiên, ăn thì không có gì ngoài măng le và nước suối. Lại cử người đi bộ hơn 8 cây số lên gần Sa Nu tìm dãy hoang hái bí xanh, bắp, khoai mì làm thức ăn. Rồi Thắng, Dị An cũng lên cơn sốt. Mình và Thanh, Hà Nam Ninh đi câu cá để cải thiện. Lưỡi câu chỉ là cây ghim giấy xin ở văn thư đại đội. Thanh sành hơn mình cái vụ câu cá. Mình theo Thanh suốt buổi, đi dọc theo con suối nhỏ, chạy băng qua lộ, vào sâu trong rừng mà chỉ được có 3 con bằng ngón tay. Mình không câu được con nào. Có một con ăn mồi là chồn, nhưng mình vừa dở lên thì nó rớt lại dưới nước. Thanh thì khôn hơn, nó giật mạnh, con cá văng lên bờ rồi nó chụp bắt. Về kho 3 con cá với muối, nước gạo ràng lõng bõng, một đĩa măng le xào dầu. Thanh động viên Khoa: "Có tí cá, ráng ăn cho lại sức." Bây giờ ngồi nhậu, Khoa cứ nhắc mãi câu nói trên và nói: "Mày ráng kiếm thằng Thanh." Những ngày sống ở khu vực Sa Nu từ tháng 8 năm 78 đến tháng 11 năm 78 là những ngày ít di chuyển vì toàn sư ngừng lại, làm chốt chặn mùa mưa. Mình trải qua 3-4 điểm chốt: chốt Dốc Lu, chốt Nhà Ngói Đỏ Sa Nu, chốt Tổng Đài 300 với anh Thuấn.
Những ngày sống ở chốt thường trải qua bình thường. Ăn ngủ, đi cải thiện, về cứ lãnh gạo và nhu yếu phẩm. Những công việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại. Chốt Dốc Lu có bốn mạng: mình, Khoa, Nở, Quách Thân. Chốt nằm kế suối bên trái đường từ Sư Bộ lên Sa Nu, cách Sa Nu khoảng 4 cây số. Bên kia là một cánh rừng cao su già, có bộ phận hậu cần trung đoàn 4 ở. Bốn mạng nằm trong một căn nhà lá, hình như là cất để canh dãy bắp. Bên kia bờ suối là một dãy bắp củ, sau dãy bắp là rừng cao su. Thời điểm ở chốt này gần lễ mùng 2/9 năm 78, nhìn đoàn xe chở heo sống cung cấp cho hậu cần sư đoàn để phục vụ lễ, tụi mình thèm chảy nước miếng. Vì mấy ngày nay thức ăn không có gì, ngày nào Nở cũng xách súng đi nhưng đều về tay không, vì cái dãy bắp có tí xíu, bên kia cũng là rừng cao su nên không kiếm được gì. Rồi cũng ra suối, nơi tụi hậu cần chọc tiết heo để xin tí huyết về nấu cháo. Ở giữa rừng mà tụi nó làm tiết canh hẳn hoi, cũng hãm tiết bằng nước muối đựng trong ống cao su bao đạn. Rồi ở cứ cũng gọi về lấy thịt lễ mùng 2 tháng 9. Thịt phải luộc vì chốt ở xa, cũng kho được một nồi để dành ăn dần. Sáng nay có tiếng mễn tạt ở cuối dãy bắp. Nở xách súng đi một lát thì có tiếng súng nổ, nhưng một lúc sau thì cũng về tay không. Nó nói: tao bắn chúng rõ ràng nhưng không tìm được nó vì cỏ rậm quá. Thân liền đi với Nở để kiếm tiếp, rồi cũng về tay không. Cả bọn chọc quê Nở: chắc mày bắn trúng cái lông nên nó giật mình bỏ chạy. Hai ngày sau đó, ngày nào Nở cũng xách súng đi. Ngày thứ nhất về tay không, ngày thứ hai khoảng 10 giờ sáng thì Nở xách về nửa con mễn. Nở nói: để mẹ, tao bắn trúng bụng nó chạy xa gần 300 mét rồi lủi vào bụi nằm chết. Hôm nay nghe tiếng ruồi vo ve mới phát hiện được, nửa bên kia đã sình lên, còn nửa bên này ở phía dưới, không biết còn ăn được không. Quách Thân, người dân tộc Mường Thanh Hóa, liền nhào lại, cầm lông con mễn nhổ nhổ và phán: còn ăn được, nhổ lông chưa lên là còn ăn được. Cả bọn hì hục nấu nước, cạo lông, thui rồi kho một nồi. Nhưng khi nếm thử thì ăn không thể được, cái mùi hôi hôi thum thủm. Mình ăn một miếng rồi nhả ngay ra, ăn cơm với thịt heo kho cho chắc. Khoa lên tiếng: thôi đổ đi, nhỡ ăn vào bị làm sao, nó hôi quá. Nở trả lời với vẻ tiếc nuối: ừ, hôi thật. Quách Thân gật gù: sao hồi đó ở nhà tao nghe thú bị chết nhổ lông chưa lên là còn ăn được, sao con này lông còn chắc, nhổ không lên mà hôi thế. Cả bọn nhất trí đổ nồi thịt mễn kho. Còn ở chốt nhà ngói đỏ là chốt tại trung đoàn bộ trung đoàn 4. Nhà ngói đỏ là một trạm xá cũ của nhà máy chế biến cao su Sa Nu. Nhà lợp ngói gồm hai dãy nối liền nhau, mỗi dãy còn hai phòng, dưới có một tầng hầm dùng để làm kho thuốc. Chốt này ở 5 người: mình, Nở, Quách Thân, Khoa và anh Xây. Chốt ở chung với phẫu trung đoàn và xe vận tải E4. Phía trước là một con đường nhựa, sâu bên kia đường là E bộ. Đi theo con đường nhựa khoảng 300 mét là suối có đập tràn. Sau nhà ngói là một miếng đất trống, xa xa là rừng cao su. Vì chốt ở cạnh phẫu trung đoàn nên mình chứng kiến cảnh các bác sĩ chuẩn bị mổ. Cảnh mổ dưới ngọn đèn vàng mờ mờ do một tay đặt phát điện như quay Maheto phát cho 15 W. Ở chốt trên còn có một đại đội thanh niên xung phong chiến đấu phục vụ tải đạn từ E ra các chốt của các tiểu đoàn. Mình còn nhớ tay B trưởng thanh niên xung phong tên là Hổ, người cao lớn, giọng nói rộn ràng, là cựu lính thủy quân lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ. Tay này còn nói là hồi xưa ở quân đoàn Việt Nam Cộng Hòa, việc vác đạn phục vụ chiến đấu như thế này do lao công đào binh đảm nhiệm. Thằng nào đào ngũ bắt được, nó cho ra tòa kêu án mấy tháng lao động chiến trường thì đi vác đạn mấy tháng. Còn bây giờ thì thanh niên xung phong chiến đấu. Ở chốt được một thời gian thì mình bị bệnh, phải về cứ sư đoàn. Vừa về cứ nằm được 3-4 ngày thì nghe Khoa, Nở bị thương. Sau nghe kể lại thì tụi thanh niên xung phong lúc chuẩn bị tải đạn ra chốt, khiêng nguyên thùng B40 giơ lên đập xuống đất để lượm đạn B40 bỏ vào ba lô cho nhanh. Thay vì phải nại đai thùng,
nguyên một thùng B-40 nổ, một B thanh niên xung phong đi đứt. Hổ cũng không toàn thây, bị văng ra gần 30 mét, tới sát lộ nhựa. Khoa bị một mảnh, bay ngay mắt cá chân. Nở bị một miếng, ngay bộ chỉ huy, thằng nhỏ. Phải đi viện. Sau này Khoa nói, nếu mày ở lại, chắc cũng tiêu. Vì tính mày ưa đứng coi tụi nó chuẩn bị đi ra chốt, chắc mạng mày cũng thọ. Những ngày mùa mưa sống ở Sanu, sức khỏe mình kém quá. Từ chốt nhà ngói đỏ về đại đội xong, hết đau bụng lại sốt rét tái phát. Sống trong đơn vị tuyến sau mà bị sốt thì chán vô cùng. Ăn thì cực khổ, nhưng miệng lúc nào cũng đắng ngắt. Đơn vị đã đánh chiến dịch mùa khô mà mình vẫn còn sốt nhẹ. Uống thuốc ký ninh mỗi ngày sao không cắt khỏi sốt. Được di chuyển bằng xe nên cũng đỡ khổ. Lên tới sông Chơ Long, mình đi chân đã muốn run. Bê đóng ở cạnh xe bộ, mình ngủ trong một căn nhà tranh nhỏ xíu. Cái sàn bằng cái giường ngủ đôi. Mình xuống sức lắm rồi, vì chỉ ăn cháo trắng với muối. Cả bê chỉ còn ba mạng. Toàn dân bệnh nên không đi cải thiện được. Một hôm anh hùng xe trưởng qua vạch võng mình nhìn và nói, ủa sao mày xanh dữ vậy? Mình cười cười không trả lời, vì không biết trả lời sao. Hôm sau y sĩ tiểu đoàn xuống chích cho mình hai mũi thuốc gì có mùi thơm như kiểu long não. Sáng hôm sau đã bớt sốt, thuốc chích rất hiệu nghiệm hơn cả thức uống. Chỉ hai ngày sau mình cắt cơn sốt, nhưng đi lại rất mau mệt. Mình tập đi từ nhà ra bờ sông coi tụi bi một câu cá cải thiện mà phải ngừng nghỉ tới hai lần, mặc dù quãng đường có gần 500 mét. Lại gắng ăn cho mau lại sức và ráng tập thể dục. Đã lâu lắm rồi mới ăn lại nước mắm. Ăn trả bữa mà thức ăn chỉ có nước mắm, ớt bột, rau dền gai luộc mà ngon quá trời. Khỏe lại mình mới đi xung quanh quan sát. Thì ra mình ở nam bờ sông Chơ Long, cách sông khoảng 500 mét. Đường từ Sanu lên phía bên trái đường, sâu hơn là G27 trinh sát. Anh Điều đã qua C2 G27 làm C phó chính trị 1. Mình có qua thăm anh. Bên đó đóng trong một trại tăng gia, còn gà nên ăn uống cũng đỡ khổ. Bên mình chỉ chờ cấp phát chứ không cải thiện được gì. Bên B1 còn câu được cá lóc từ sông Chơ Long. Bên mình toàn dân cày đường nhựa nên chỉ chờ cấp phát. Rồi sức khỏe cũng hồi phục, mình lại lên đường theo A. Chiều hôm đó thật là háo hức vì lâu quá không theo anh em. Lần này phục vụ 174 đánh vu hồi. Đi bộ từ sông Chơ Long lên 7 km thì tạm nghỉ. Đêm xuống, tự nhiên mình sốt lại. Má ơi, sáng mai hành quân sớm mà bây giờ tự nhiên đầu nhức và người ngây ngấy sốt. Uống một viên thuốc ký ninh trắng trắng, xong mình lên võng nằm mà tâm trạng cứ bồn chồn, không dám nói với anh Xây mình bị sốt. May quá, sáng ra tự nhiên cơn sốt hết, bám theo anh em được rồi. Ở phía sau hoài nản quá. Đường đi cắt vào bên phải đường nhựa, hai bên đường toàn chẳng dầu, thỉnh thoảng một cụm rừng nhỏ. Chỉ đi hơn 4 km thì cả tổ được chỉ định dừng lại lập chốt. Anh Xây kéo dây ra khỏi đường hơn 70 mét, chui vô một lùm le. Mình đứng nhìn theo đoàn quân lầm lũi đi mà tự hỏi, sao tổ mình toàn chạm giữa, lạnh cẳng thấy mồ. Đi theo bộ binh đông ấm lưng hơn, mình hỏi anh Xây, không có nước lấy gì nấu cơm hả anh? Thôi khỏi, ăn cơm vắt, uống tiết kiệm, chờ nổ súng là quấn dây. Đến khoảng 3 giờ chiều, tự nhiên dây lên phía trước bị đứt, quay nhẹ hều. Mình, anh Xây, Nở xách súng đi sửa. Đường đi về trước cả ba người chưa đi lần nào nên đi rất chậm. Anh Xây còn dặn dò, cẩn thận, coi chừng bị phục. Sao dây quay nhẹ hều như đứt cả hai vậy? Nở vừa đi vừa cầm dây kéo mạnh, dây căng tức là còn nguyên. Đi một lúc khá lâu, thỉnh thoảng lại ngoảnh lại, mắc máy để liên lạc với nhà nhưng vẫn chưa liên lạc được với phía trước. Hình như đã cách chốt hơn 2 cây số, thì tự nhiên Nở kéo sợi dây thấy nhẹ hều. Cả bọn liền ngừng lại ngồi xuống, quan sát và nhìn Nở từ từ kéo sợi dây về. Sợi dây điện từ từ thu về chỗ Nở ngồi một đống, và cuối cùng là đầu dây bị cắt gọn. Vết cắt nhìn qua đã biết bị dao cắt. Ba thằng càng căng thẳng,
dáng quan sát xung quanh nhưng không có gì. Anh Xây thì thào, đi lên khoảng giữa coi dây bị cắt ở đâu, coi chừng nó gài mìn đấy. Cả ba thằng đi lom khom về phía trước, mặt quan sát hai bên đường. Là chẳng chanh xen lẫn rừng dầu nên tầm quan sát rất xa, vẫn không thấy gì. Đầu dây bị cắt đã được nở dài hết thì cả bọn dừng lại, cố nhìn kỹ xuống đất để tìm đầu dây bên kia và có mìn hay không. Đi chậm theo đường mòn khoảng hơn 50 mét thì thấy đầu dây bên kia nằm trơ trọi giữa đường mòn, vết cắt bén ngọt như bên này. Mình và anh Xây nhìn thấy rõ vết dao hằn lên ụ mối ven đường lúc đặt dây lên chặt, và vết cỏ chanh bị vẹt ra cắt ngang con đường mòn. Có một tốp người cắt ngang lối mòn và đã cắt dây bằng dao. Chắc là địch chạy lạc, thấy đường dây dài cắt đứt cho bỏ tức, nhưng không dám phục lại. Đến khuya đó thì được lệnh thu dây. Chốt mình được lệnh quấn về phía ra đường nhựa. Phía trước sẽ quấn dây lui về. Mình ôm AK đi đầu, Nở và anh Xây thay nhau quận, thằng Thanh vác. Đường không trăng, tối thui. Mình đi đầu căng mắt, vẫn không thấy đường mòn, đành phải mượn đèn pin của Nở, thỉnh thoảng bấm ra sát mặt đất để thấy lối đi. Đội hình bốn thằng lầm lũi đi, Nở vẫn cuộn dây vào sừng bò thoăn thoắt. Bỗng mình nghe tiếng xào xạc như có người đi lên cỏ tranh trước mặt, bên phải đường mòn. Mình thụp người xuống, ra hiệu cho phía sau ngừng lại. Nở bò sát lại mình, tiếng động vẫn phát ra. Hai bên cỏ tranh cao ngang tới bụng nên quan sát tối thui không thấy gì. Tiếng động bỗng nhiên biến mất, vẫn im lặng như tờ. Nở thì thào bên tai, có khi nào Tú dừng đi không? Mình lắc đầu tỏ ý không biết. Liền lúc đó tiếng mở khóa an toàn AK cắc, rất nhỏ nhưng vang lên trong đêm tối nghe rất rõ. Nở nằm im một lúc kế mình rồi thì thào nói, thôi cắt vòng qua đi, không lẽ nằm hoài ở đây. Mình và Nở liền bò lui lại. Nở cắt dây và từ từ cả bọn bò lom khom cắt qua bên trái đường mòn. Đi lom khom được khoảng gần 100 mét, Nở truyền ngược lại và đụng lại đường mòn. Lúc này tự nhiên trong lõm rừng trước mặt hướng ra mặt đường có tiếng lao xao. Cách chỗ cả bọn dừng chân khoảng 200 mét xuất hiện ánh đèn pin loang loáng. Nở nói nhỏ, tụi ở trong cuộn dây ra, cắt rút dây nhẹ lên. Anh Xây cầm dây rút về thật nhanh. Mình tiến nhanh về phía lõm rừng, vừa gặp người đi đầu mình nói nhỏ, tắt đèn pin đi mấy cha, mấy cha liều quá. Rồi cả bọn cũng an toàn ra tới đường nhựa.